Và ở ngoài thì những cái mặt này mọi người có thể thấy là nó thiết kế theo kiểu bao lem khuôn chanh. Tức là sao? Tức là cái phần ngoài thì nó sẽ rất là dày, bên trong ấy thì rất là mỏng. Tức là nó sẽ là có một cái ô vuông nhỏ ở trong nữa, thì nó gọi là bao lem khuôn chanh. Còn cái mặt này của mình là mặt nguyên tấm luôn nha mọi người. Từ đằng trước ra đằng sau nguyên tấm, không ghép đuôi luôn nha. Không ghép đuôi. Mặc dù là ghép đuôi với không ghép đuôi nó chỉ hơn nhau có 500 ngàn mọi người thấy không? Chỉ có hơn nhau 500 ngàn thôi. Và hàng này thì mọi người có thể thấy là dày 2,5 phân. Rất là dày nhá. Mặt bề mặt ghế mọi người ha. Dày 2,5 phân. Bình thường thì ở ngoài chỉ là 1,3 phân thôi. Do vậy là so ra cái giá mà mọi người đang mua thì nó rẻ hơn rất là nhiều nha mọi người. Mặt càng dày này, vân bông đẹp đúng chất cây này. Mọi người thấy sao? Rồi chào tất cả mọi người đến với Sưởng Gốm Một Gia Đình nha. Nay mình giới thiệu cho mọi người mẫu salon Á Âu tay 9. Thì mọi người thấy là cột này chỉ là tay 8 thôi. Tay 8. Làm sao mình biết tay 8? Mình cứ lấy thước ra đo 8 phần. Bản ở dưới đây cũng 8 phần. Đó. Chân cũng 8 phần. Đó, mọi người thấy không? Nhưng mà tại sao mình gọi tay 9? Tại vì do cái dáng của nó mình thiết kế là như một bộ tay 10 nha mọi người. Đây cho mọi người xem. Đó. Hàng bình thường là tay 8 ở ngoài thị trường ấy, thì nó chỉ sâu là sâu 46, 47 thôi. Còn hàng này thì mọi người có thể thấy là sâu tới 50,5, là gần 51. Là gần bằng một bộ 12 nha mọi người. Một chiều sâu của một bộ 12 bình thường ngoài nó chỉ sâu như vậy thôi. Cho đo cho mọi người cái mặt chiều ngang luôn này. Làm hàng rất là lớn. Mọi người thấy không? 63 luôn này. Một bộ tay 8 ở ngoài thì làm gì mà được cái dáng như vậy. Tại vì sao mà bộ này mình lại làm như vậy? Tại vì thứ nhất ấy, mọi người có thể thấy là mình làm cái bộ này ấy, nó sẽ phù hợp với nhiều cái nhà có diện tích bé. Đó. Và cái thứ hai ấy, là mình ngồi, đặc biệt là ngồi nha mọi người, thấy không? Ngồi phải thật sự thoải mái. Tại vì mình mua ghế, mình ngồi cái chiều sâu ấy, nó sâu ấy, thì mình ngồi nó sẽ rất là thoải mái. Ngồi rất là thoải mái. Và cái dáng của nó thì mọi người thấy không? Nó rất là khuỳnh, rất là đẹp. So với một bộ tay 8 bình thường Á Âu trên thị trường, bộ này ở ngoài đó người ta chỉ bán tầm khoảng 20, 22, 24 thôi nha mọi người. Nhưng mà đổi lại khi mọi người ngồi bộ đấy xong, mọi người ngồi bộ này là mọi người chỉ muốn mua bộ này thôi. Tại vì sao vậy? Một bộ ghế này mọi người mua, mọi người xài á, đúng chất cây nha mọi người. Thì mọi người xài 50, 60 năm. Bên cạnh đó là nếu mà mọi người xài, bên cạnh đó ấy, là cái bảo hành nó sẽ đi kèm bảo hành VIP. Bảo hành VIP là sao? Tức là nếu cái mặt nó sẽ lớn, mặt ghế sẽ lớn thì mọi người được đổi mặt mới. Xin nhắc lại mọi người, sẽ lớn nha. Và sẽ nứt răm hay là sẽ nhỏ thì nó chuyện đó là chuyện bình thường, tại vì cây nó là cây tự nhiên. Hả? Vậy thì mọi người có thấy là một bộ tay 8 bình thường ở ngoài ấy, nó sẽ không có cái chỗ độ đó. Mọi người xài hàng đó có thể là hàng pha cây hoặc là hàng cây đóng chất lượng kém. Đây mọi người thấy không? Hàng này đóng đúng chuẩn nha mọi người. Đóng rất là đẹp. Hàng đóng rất là tỉ mỉ. Còn hàng kia thì đóng chợ chợ thôi. Đó, mọi người thấy không? Đóng rất là khít. Các đường bo này. Mọi người có cái chỉ này. Chỉ này làm rất là đều luôn nha mọi người. Còn hàng chợ ở ngoài kia thì chạy lâu lẹm đi tí là bình thường. Hàng này thì mọi người có thể thấy là nó làm rất là tỉ mỉ. Do vậy là nó đẹp. Đẹp mãi với thời gian. Còn mọi người coi hàng kia thì tất nhiên là giá nó rẻ hơn thì nó sẽ có chuyện của rẻ hơn. Và bộ này thì mọi người đang coi đây thì giá của nó sẽ là 27,8 triệu nha mọi người. Về kích thước á, cái băng ghế dài này chiều ngang của nó là 1m88, sâu 65. Cái bàn này của nó là 1m18, dài 1m18, sâu ngang là 58 nha mọi người. Cái ghế con này chiều ngang của nó là 79, sâu 65. Và cuối cùng là hai cái đôn vuông, nó sẽ là 44 vuông. Và những cái bộ này thì bên mình sẽ miễn phí vận chuyển trong vòng 40 km, giao hàng tới không giống mô tả, thì mọi người có thể trả hàng hoàn toàn miễn phí nha. Bên mình vận chuyển toàn miền Nam luôn nha mọi người. Rồi cần tư vấn gì thêm thì mọi người có thể để lại mình gọi bên dưới nha. Xin chào.